tôi là một người thích vẽ tranh trên giấy rồi, và một ngày tôi nhận ra là có quá nhiều giấy đi mà không phải tờ nào tôi cũng muốn giữ lại, cho nên là tôi có một ý tưởng táo bạo là sẽ chỉ giữ lại những cái tranh mà tôi thích nhất. Và đây là cái cách tôi làm, tôi sẽ cắt xung quanh và dán viền và có thể sử dụng nó như sticker vậy đó. Và tới đây thì tôi nghĩ sẽ có một số bạn là kiểu có vẻ tiếc những cái tờ giấy, nhưng mà thật ra thì khi mà tôi cắt như vậy tôi sẽ bảo quản dễ hơn là những cái tranh mà tôi để nguyên si và kiểu nó sẽ dễ bị cong. Sau đó tôi chọn một cái bọc phù hợp để có thể là giữ được những cái miếng tranh như thế này. Và nếu các bạn tò mò tôi làm gì thì tôi sẽ cất lại, và nếu như bạn nào có mua tranh hay mua những cái đồ của tôi thì tôi có thể tặng các bạn đó. Và mình là BB, hẹn gặp lại nha.